Chào tất cả mọi người đang theo dõi live stream của chị Trương. Không biết giờ này buổi trưa mọi người đang làm gì ạ? Cảm ơn tất cả mọi người đang luôn theo dõi chị Trương trong suốt những chặng đường vừa qua. Cảm ơn tất cả mọi người. Live stream này chị Trương xin phép là sẽ giới thiệu với mọi người giao dịch hai kỳ tuyết đỉnh hồng và một khúc mắt ngủ tuyết sơn hồng như mấy hôm trước đã đăng cho anh Tony Hoàng, người chị Trương đã gắn thẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Hello Phong Lan Lê Vi, cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay không lạnh em ạ. Chào anh Bảy Lê Văn, cảm ơn. Chào bạn Bùi Đức Kha, cảm ơn 118 người đang theo dõi livestream chị Trương này ạ. Chào bác Thiệp Lê, rất là vui bởi vì buổi trưa này mà vẫn được mọi người quan tâm rất là nhiều. Có thể nói là chị Trương thấy rằng trong thời điểm này là anh chị em đang Hoa Lan đang niềm tin đang trở lại một cách rất là mạnh mẽ, và suốt mấy ngày hôm nay rất là nhiều các cái cuộc giao dịch từ tất cả mọi cái phân khúc, những phân khúc mà làm hoa cũng có thể nói là từ Tết, trước Tết là mọi người ở cộng đồng bên ngoài sưu tầm những cây lan mà chúng ta làm hoa như Phú Thọ, như HO, như Thủy rất là nhiều. Và anh em nói là không có cây mà bán. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Với mà chị Trương nghĩ rằng đấy là một cái điều mà làm xây dựng một cái móng của thị trường hoa lan vững chắc. Như chúng ta nói là phải là hàng hóa thì đó chính là hàng hóa thực sự khi sản phẩm đưa ra bên ngoài hay những cái cây hoa lan khác vào dịp Tết chẳng hạn. Và chị Trương nghĩ rằng là điều đó là cần phát huy, cần sự chung tay của tất cả mọi người. Chào bác Lê Hoàng Hải, chào Trần Dũng, chào Dũng Lê, chào anh Bảy Lê Văn. Và chị Trương nghĩ rằng là thời điểm này thì là thời cơ vàng cho rất nhiều anh chị em vừa vượt lên tất cả mọi cái khó khăn trong cuộc sống để có thể duy trì tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Và hai nữa là những anh chị em mà có nguồn tài chính có thể đầu tư vào những cái mặt hoa, những cái mã hàng mà mình yêu thích với những cái giá rất hợp lý mà trước đây có thể nói rằng là chúng ta không thể mơ ước được. Chào tất cả mọi người, chào Đỗ Khứ, chào anh Quách Đông ạ, chào Phùng Minh Hải, chào Trung Nguyễn, chào bạn Tôi Hùng Hà, chào Vân Lan Hưng Hương, chào Hóa Quang, Nguyễn Quang, chào Phúc An. Cảm ơn 330 người đang theo dõi live stream của chị Trương. Mặc dù là buổi trưa nhưng được mọi người quan tâm chứng tỏ là thị trường hoa lan đang từng ngày từng giờ nóng lên rồi, phải không ạ? Like của anh trở lại 2k là thị trường thực sự định. Điều đấy thì chắc chắn là anh nghĩ là sớm hay muộn thôi. Thì Phúc An ạ, chắc chắn là thời gian tới thì bản thân chị Trương cũng sẽ thường xuyên live stream để cùng với anh chị em nói chuyện và chia sẻ một số những cái kỳ lan bằng đam mê, từ những phân khúc dưới nhất đến những cây lan mà ít hiếm, để cho mọi người cùng giao lưu trên kênh live stream của chị Trương. Trong những ngày vừa qua thì để ý thấy cái sự tương tác trên Facebook của tất cả mọi người, đặc biệt là trên trang của chị Trương, thì có thể nói là một lượng truy cập kinh khủng, chắc chắn rất là nhiều anh chị em ở khắp mọi miền tổ quốc. Thậm chí là những bình luận mà có một số những cái bình luận mà trái chiều, thì điều đó chính là cái điều rất là hay, là sẽ giống như là nó làm cái nhiệt độ của cái thị trường này càng ngày càng nóng lên. Và vô hình chung là mọi người đang giúp anh em mình đang quảng cáo hoa lan ở trên Facebook, trên mạng xã hội. Và chị Trương rất là cảm ơn tất cả mọi người đã giúp chị Trương. Và những cái giao dịch của chị Trương trong thời gian vừa rồi khi đăng lên á, là giao dịch thực sự, và đều đặc biệt là ngày thần tài, chị Trương đã giao lưu hai kỳ tuyết đỉnh hồng cho anh Tony Hoàng, và ngày hôm sau đấy thì chị Trương cũng đang tiếp một cái cây tuyết sơn hồng, thì một cái khúc mắt ngủ 100 triệu. Thì rất là nhiều anh chị em cũng gọi điện và trả giá thấp hơn cái giá mức mà chị Trương mong muốn, nhưng mà chị Trương chưa giao lưu với mức giá thấp hơn, bởi vì số lượng cây đấy không có và rất ít. Chị Trương chưa có cây đấy nhiều đâu,
năm 2021 mà khi lúc bấy thị trường đang gần như là tụt đáy rất là nhiều, và chị Trương đã mua cây tuyết sơn hồng đấy bằng với số tiền cực kỳ lớn, và một cây mới tinh, và hiện tại đến bây giờ cũng được rất là nhiều anh chị em đón nhận cây tuyết sơn hồng với vẻ đẹp của nó. Và thật là vui mừng khi mà trong cái năm 21 khi mà nó lại nở đúng vào cái dịp festival ở Hà Nội do anh chị em yêu lan ở top đầu tổ chức, và cũng trước sự chứng kiến của rất là nhiều người cả trên trực tuyến lẫn offline thì được đánh giá rất là cao. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào anh Đỗ Dũng Bắc Ninh, chào chị Ánh Tuyết Victoria, chào chị Uyên Khang Hoàng. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào anh Xuân Tiến Ma. Cảm ơn bạn Hùng à. Tôi có ít Bảo Duy thì tới đây để giao lưu livestream cho mọi người, sưu tầm cho vui thôi Hùng à. Anh em đang sưu tầm nhiều như thế thì tôi cũng phải giữ lại, và tới đây cũng sẽ phải đồng hành cùng anh em thôi. Cảm ơn 472 người đang theo dõi livestream của Chính Trương ạ. Chính Trương xin phép được đưa mọi người xem sản phẩm hai kỳ tuyết đỉnh hồng. Đây là một kỳ tuyết đỉnh hồng chắc là khoảng tầm 2 cm rưỡi. Chỗ này là hết văn ngủ rồi mọi người ạ. Ngày thần tài cho nên Chính Trương đặt cái mức hai cái mức giá là thần tài nhỏ và thần tài lớn, thì đây là với mức giá là thần tài nhỏ là 39 triệu, còn kỳ này là kỳ khoảng tầm 5-6 cm gì đấy, với giá của thần tài lớn là 79 triệu. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn bác Cổ Việt ạ. Vâng ạ. Đây là hai kỳ lan tuyết đỉnh hồng. Mà mọi người biết rồi, đến tuyết đỉnh hồng thì đây là những cái cây lan từ là một cây hồng đầu tiên tại đất Sơn La mà do Chính Trương sưu tầm được năm 20. Tuy nhiên là lúc bấy giờ là Chính Trương ươm giống không tốt, đã gần như chết giống sạch xanh. Và năm 21 thì đã bàn giao cái chậu mẹ cho hai em Còm và Phệ với mức giá có thể nói là khủng nhất Việt Nam với một cây hồng. Và đặc điểm của tuyết đỉnh hồng đó là cái bộ lông tuyết phun trên toàn bộ về mặt giống như bướm đại ngàn. Và tuyết đỉnh hồng thì mọi người cũng đã biết đến là nó là một cây Sơn La, cho nên là khuôn cánh rất là dày, nó khác với rất nhiều những cây khác. Và Sơn La thì nó gần như là một mảnh đất sinh ra rất là nhiều những bông hoa lan đẹp và có một cái tố chất rất là riêng. Vì vậy nên là khi mà bắt gặp được cây tuyết đỉnh hồng năm 20, Chính Trương đã vô cùng cảm xúc, vô cùng xúc động. Giống như năm 2018, Chính Trương đã mua được cây bướm đại ngàn. Và điều đó, cái cảm xúc đấy vẫn còn y nguyên trong lòng. Và đến năm 21 thì Chính Trương đã sở hữu được cây tuyết sơn hồng. Và đến bây giờ thì mới có một cái khúc mắt ngủ đầu tiên giao lưu với một vị khách rất là đặc biệt, mà vị khách đấy sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Đó là một sĩ quan quân đội mới nghỉ hưu, và là vì anh em thì cùng ngành, Chính Trương trước đây cũng là quân đội thì cũng rất là hiểu nhau, cùng là sĩ quan nên là có một cái niềm chung, niềm đam mê. Và trong thời gian vừa rồi thì anh cũng động viên và cũng ủng hộ Chính Trương rất là nhiều, đặc biệt là những cái sản phẩm này. Và là một người cũng chưa bao giờ biết đến bán một cây lan nào, Chính Trương xin phép được giới thiệu anh Tony Hoàng. Xin chào mọi người nhá. Tony Hoàng đúng anh nhỉ? Đúng rồi. Và tên thật là anh là tên là anh Hồng. Anh giới thiệu với mọi người trong livestream của em để mọi người biết đi anh. Xin chào tất cả mọi người. Mình là nick Facebook là Tony Hoàng, còn tên thật là Hoàng Kim Hồng, đấy là tên khai sinh. Vâng. Thì hôm nay cũng rất được vui mừng ra là có điều kiện giao lưu với chú Chính Trương, là dì dọc hoa lan Chính Trương, là hai kỳ tuyết đỉnh hồng và một bắc ngủ là tuyết sơn hồng. Vâng. Về giá cả thì chú Chính Trương đã nói cho mọi người là nghe rồi. Thì vâng. Là anh em sưu tầm gọi là để cùng nhau là đưa cái thị trường cây lan cho cả nước là đi lên. Vâng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Anh ơi, thực ra là khi em hỏi cái là khi mà đặc biệt là tuyết đỉnh hồng thì em cũng nói rồi, cái giá bây giờ là quá rẻ so với ngày trước rồi. Ngày trước thì những cái cây như này thậm chí là đến 60 tỷ một cái cây như này em đã bán rồi. Và nhưng mà với một khúc mắt ngủ 100 triệu như bây giờ thì anh có đánh giá là cao không ạ?
Thì nói chung bây giờ theo giá thị trường thì mình thì cũng không theo dõi nhiều về lan, nhưng mà nói đúng ra là một mắt này thì tôi tạo cứ theo anh em là mình tiếp tục cuộc chơi thôi. Chứ còn sau này thị trường nó mà khởi sắc lên thì chắc chắn là cái giá trị nó sẽ đưa lên. Mình cũng mong tất cả là anh em, chứ đặc biệt là những anh chị em yêu lan trên cả nước, là chúng ta là cùng chung tay là làm sao để đưa cái thị trường nó được bền vững, mà không có cái sân si trong quá trình nuôi trồng hoặc là chăm sóc cái cây lan trong cả cái quá trình. Tất nhiên là cái cây này nó chăm là cả một quá trình rất là dài, phải tính bằng tháng bằng năm, chứ không phải là khoảng 1-2 ngày mà chúng ta có thể là có cái kết quả được. Là mình cũng đã sưu tầm và tham gia cái thị trường lan là từ năm 2020, đến đây là cũng được 3 năm hơn rồi. Vâng. Nhưng mà nói đúng ra là mình cũng chưa bán một cái lá cây lan nào hết đấy. Chứ đừng nói và là một cái nào mình cứ sưu tầm được, cứ giống là anh em là cách đây là hơn 1 năm là cũng sưu tầm được tương đối khá cái giống rồi. Em thấy quan sát cũng... trên Facebook của anh là thấy rằng là Long Khánh này, rồi thì Pleiku này, Kinh Bắc, gần như tất cả những cây mà có số má trên đất nước Việt Nam mà trong thời gian vừa rồi anh sưu tầm được hết. Thì đúng em rồi. Thấy rằng thực sự đúng là ý chí của một người lính. Em cũng may mắn được tự hào là đứng trong hàng ngũ của quân đội và ở trước đây, và được tôi luyện qua quá trình đấy, và đến bây giờ vẫn giữ nguyên cái ý chí, cái lập trường, những cái đam mê, cái khát vọng của mình. Khi đã bước đi đến một con đường nào đó, mình phải đi đến cuối con đường, chứ không bao giờ dừng bước chân trước những cái khó khăn, những cái đó chính là những cái em nghĩ là những cái thử thách để xem mình có xứng đáng để nhận được cái thành quả hay không. Đúng rồi, thì đúng cái rồi. Cách đầu tư của anh trong thời gian vừa rồi, mặc dù là bên ngoài rất là nhiều người là mất niềm tin, thế nhưng mà thực ra em thấy là đúng là đến bây giờ em đã nhìn thấy là cái dấu hiệu thành công của anh rất lớn. Khi mà những cái mã hàng như bây giờ thì thực ra bản thân nó rất là ít mà nó không có nhiều, trong khi đó lại là thời điểm với giá này thì hoàn toàn là với cái điều kiện kinh tế như anh là một sĩ quan quân đội. Tất nhiên em biết rằng là anh có kinh doanh, gia đình có kinh doanh những mảng khác, đặc biệt là khi nói đến số thần tài lớn, thần tài nhỏ, và đúng cái ngày thần tài bởi vì anh chị là kinh doanh kim hoàn, thế cho nên là đã chốt luôn cái key này của em. Thì thực sự là em nghĩ rằng là lúc này là điều kiện rất là lớn để cho những người mà thậm chí đam mê thực sự và thậm chí là công chức để có thể tham gia cái cuộc chơi này. Khi mà hoa lan càng lùi sâu đến cái mức giá đáy này thì là cái điều kiện rất là tốt để cho những thế hệ mới, những con người mới có thể tiếp tục cuộc chơi. Và những mã mặt hàng như tuyết đỉnh hồng, như những cây này thì anh thấy đánh giá là sao ạ? Mình cũng rất là tin tưởng vào cái khả năng cũng như là cái tương lai của những cái bông hồng này, rất là nổi tiếng. Vâng. Các bạn đã ví dụ đã được theo dõi trên các live stream của Chính Trương hoặc là những cái mặt bông là thực tế. Đặc biệt là những bạn nào mà đã được quan sát trực tiếp thì thấy cái vẻ đẹp của cây tuyết đỉnh hồng, tuyết sơn hồng. Vâng. Cũng như Long Khánh hoặc là bướm đại ngàn thì nó gọi nói về một câu nó gọi là trên cả tuyệt vời. Mình cũng cứ âm thầm là sưu tầm và em từ từ nhân giống thôi, cũng chưa xuất ra thị trường bất cứ một khi nào cả. Thực ra em nghĩ là bây giờ rất phù hợp để anh em mình có điều kiện để sưu tầm thêm, chứ nếu mà bây thị trường nó sốt luôn thì thậm chí là những người đầu tư như anh Hoàng cũng chẳng có cây mà bán, và bản thân em cũng chẳng có cây bán. Đúng rồi. Thế thì lúc này là cái lúc mà là cơ hội để đến cho tất cả mọi người. Nếu mà nó lại thực ra là nó cứ êm đềm như này ở một thời gian nhất định, và em nghĩ cơn sóng này nó sẽ dần dần nó tiến lên, và với một con người với quyết đoán trong thời điểm này thì em tin chắc là thành công sẽ đến với anh. Dạ. Những câu nói của anh Hoàng thì thực ra về một số mặt bông có thể là với một số anh em chơi cũ là chưa biết đến nhiều, thế nhưng mà em nghĩ là nó sẽ tạo ra những cái cảm xúc mới lạ của thị trường. Và hoa lan thì ngoài dòng tiền ra còn đam mê, còn cảm xúc. Thế nên là khi mà những cái gì mà đã có cảm xúc thì đương nhiên sẽ chúng ta sẽ muốn tiến đến, muốn sở hữu nó. Nó là một trong những cái quan trọng của thú chơi đam mê này. Thì cũng qua đây thì em cũng cảm ơn anh, và cũng mong mọi người hiểu rằng là đã là đam mê thì tất cả những bông hoa lan đều có giá trị. Tất nhiên ở một cái số lượng những cây ít, những cây mà thực sự đẹp và những cây mà có thực ra là nổi tiếng là sao? Là
cái truyền thông và cũng như là có một cái tệp khách hàng tương lai anh ạ. Thì đúng em rồi. Tin chắc là những cái anh đầu tư sẽ thành công. Ngoài ra thì tất cả khi mà thị trường, giá trị của thị trường, toàn bộ thị trường về niềm tin, về giá trị đi lên thì của những cây trên thì tất cả mình có điều kiện để xây dựng được toàn bộ, kể cả những cây cũ. Chính vì vậy nên ngày trước em viết lên một cái bài, đó là hai con đường cũ và con đường mới. Một cái tàu mà giống như kiểu đã cũ rồi thì để mà nó tự ở trên sông nó mắc cạn hoặc là trên biển mắc cạn thì không thể nào nó đi vào được, mà nó chở quá nhiều thứ. Thế thì một con tàu mới nó không có một cái gì ở trên đấy, nhưng bắt đầu nó ra để nó chở thay những cái tải rồi bắt đầu nó kéo con tàu cũ kia về. Thì điều đấy là cái điều mà em cũng đã viết lên và cũng mong muốn là mọi người cũng tư duy để cũng hiểu với những cái tâm huyết của anh em chúng tôi, để cùng nhau vực dậy xây dựng thị trường và tránh những câu chuyện sân si khi mà cho lên mạng là nói những câu chuyện là chúng tôi làm giá, chúng tôi ảo thế nọ kia. Thực ra một cái cây lan đã nhiều anh ạ, thì để mà xây dựng về mặt hình ảnh nó đã rất là cũ. Một cây lan là có nhiều thì để mà dùng cái lực tài chính để bẩy nó lên vô cùng khó. Nhưng mà thậm chí những, thực ra đến bây là anh sưu tầm, đặc biệt cái cây tuyết sơn hồng này là anh em mọi người nhìn cây mắt tuyết sơn hồng là... hiện tại giá trị của nó là như thế này thôi, là 100 triệu. Vâng, đó anh em nếu có điều kiện chúng ta cứ sưu tầm chờ vào tương lai. Thực ra là anh ạ, nói là mắt ngủ thì nhưng mà thực ra cuối năm nay nếu anh nuôi tốt, đặc biệt khí hậu miền Nam, anh hoàn toàn có thể nuôi được vài chục cm. Rồi, cảm ơn mọi người. Vài chục cm, và năm sau thì đương nhiên nếu mà nuôi tốt nữa anh có thể là có khoảng vài mét. Thế thì hoàn toàn năm sau anh đã có thể chia sẻ cho mọi người rồi. Và đương nhiên là khi cái lúc này á, anh mua của em thì đương nhiên giá nó như vậy. Và kể cả N người mua của em thì thậm chí giá phải đi lên, chứ em không bán thấp hơn. Thì đương nhiên là tạo ra một cái thị trường mới và giữ được cái dòng thị trường này. Và nó tạo ra đặc biệt cây tươi tuyết sơn hồng và kể cả những cây khác, những cây mà thực sự nó ít mà đẹp, thực sự nó tạo ra cảm xúc mới của người chơi, không bị sợ, lo sợ ngày nay mua giá này, ngày mai mua giá khác. Còn tất nhiên đấy là cái câu chuyện của anh em mình bước lên từ đam mê, chứ không phải là nó, và nó khác với câu chuyện là tôi bỏ tiền ra tôi đẩy giá nó lên hoặc cái nọ kia, đúng không anh? Đúng rồi. Và hôm nay mình cũng là một người nói thực sự là tiền thì cũng không có nhiều, nhưng mà đam mê đã 3 năm nay rồi. Vâng. Nhưng mình cũng nói lại là mình cũng chưa bán một tí đấy, cứ âm thầm sưu tầm thôi 3 năm nay rồi. Và hôm nay cái livestream này anh em mình để cho nói với toàn bộ cộng đồng trên Lan và những người chưa trên Lan đang tìm hiểu, và thậm chí những người sân si, đặc biệt trong mấy bài viết của em vừa rồi, thì để hiểu rằng là chúng tôi giao dịch thật, chúng tôi giao lưu thật. Và hôm đấy em nói thật là cũng có rất nhiều có những bạn để gọi điện cho em để muốn chốt cây này. Thực ra em không bán cây này ra, gần như không bán ra nữa, để em giữ cái giá trị của nó. Bởi vì thực ra là cũng là cái tạo cái động lực để cho đầu năm, để cho mọi người giao lưu thôi. Và để nếu cái thời điểm nào bán nó phải thời điểm khác anh ạ, chứ không phải là bán mắt ngủ nó mất giá trị. Mà anh biết rồi, với cây tuyết đỉnh hồng em xây dựng thương hiệu của nó như thế nào, và bước giá của nó một phát lên đến đỉnh luôn, chứ không phải là giá tiền trăm. Cho nên chính vì vậy cho nên là em khi mà đưa ra một cái mức giá 100 triệu thì nó để nó phù hợp với tình hình thực tế thôi. Chứ còn thực ra mong muốn của em không bao giờ ở giá trị đấy. Tất nhiên không phải là mình tham tiền hoặc nào cả, mà hoa lan phải có giá trị thì mới kích cầu được toàn bộ thị trường cộng đồng bên ngoài, và lúc bấy nó tạo ra cảm xúc. Và đương nhiên là giá hoa đẹp thì giá trị nó phải đẹp, đúng không anh? Đúng rồi. Vâng ạ. Mình cũng nhất trí cái quan điểm như của chú Tín Trương vừa chia sẻ. Vâng ạ. Cảm ơn anh, một người lính có thể nói là một người sĩ quan quân đội. Mọi người nghe thấy anh nói trên livestream của Chính Trương, mặc dù là cũng không phải là người ở trên truyền thông nói nhiều như Chính Trương, nhưng mà rất là gọn gàng, rất là xúc tích, và có thể nói là rất là cảm xúc. Thì đấy là những cái tố chất của những người lính chúng tôi. Cảm ơn anh một lần nữa, em cảm ơn anh. Một người cứ tin tưởng vào tương lai nhé. Đấy, cảm ơn anh. Và tới đây thì em cũng mong là Facebook Tony Hoàng thì chuyển thành vườn lan như anh đã mua vườn lan gì đó tên anh, hoặc là nó đó để ở thành phố ở thành phố Bình Dương, đúng không ạ? Để cho anh em đến giao lưu nhiều, và cái tên tuổi của vườn lan sẽ được lan tỏa khắp cả nước
tin chắc là sau một năm nữa thì anh sẽ có rất nhiều giống này, những gương không phải như nhiều và sẽ đã có những cái giống quý để chia sẻ rồi. Bởi vì trong thời gian vừa rồi khi mọi người đang chần chừ, mọi người đang sợ hãi thì anh đã quyết đoán để sở hữu những cái giống quý gần như nhất hiện nay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, chúc anh chị và toàn thể gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, bình an và thành công trên tất cả mọi mặt trận. Và cảm luôn luôn đi cùng anh em Hoa Lan đến cuối con đường ạ. Cảm ơn anh nhá. Vâng ạ. Để nhân dịp đầu xuân năm mới thì cũng vâng. ra thăm trước là thăm vườn chú rồi cũng tổ chức một cái giao lưu như thế này. Vâng. Thì cũng anh cũng thay mặt gia đình cũng vâng. là anh em yêu Lan trên cả nước là chúc chú một năm mới cùng toàn vâng. thể gia đình mạnh khỏe và sẽ làm ăn là luôn luôn hồng phát hồng phát. Vâng. Và anh em mình anh gửi lời chúc đến anh em Hoa Lan cả nước một lời đi ạ. Rồi mình chào tất cả những anh em chị em yêu Lan trên cả nước nhá. Trong nhân dịp năm mới thì hôm nay mình cũng ra thăm vườn lan của chính Trương, rồi cũng tổ chức giao lưu là hai cây tuyết đỉnh hồng và một mắt ngủ là tuyết sơn hồng. Vâng. Với giá trị thì cũng không phải là nhỏ. Thì cũng nhân dịp năm mới thì xin chúc vâng. tất cả anh chị em, đặc biệt là những người có tinh thần đam mê và yêu Lan trên cả nước, một năm mới là đoàn kết, thật là mạnh mẽ và thật có sức khỏe tốt nhất. Và làm ăn là luôn luôn là gặp nhiều may mắn và chúng ta sẽ cố gắng là đi theo trên con đường mà chúng ta đã chọn mà chắc chắn là mình tin rằng sẽ thành công. Cảm ơn anh. Cả mọi người. Thực sự là tuyệt vời, em cảm thấy hôm nay rất là vui, phải nói là rất là hạnh phúc và rất là nhiều cảm xúc. Và ngày hôm nay live stream của em cũng 400-500 người đang theo dõi trực tuyến. Thì một lần nữa cảm ơn anh đến với em và cái cảm xúc... anh em ngày hôm nay sẽ mong muốn sẽ được nhân lên, sẽ đến với tất cả những trái tim yêu Hoa Lan Việt Nam để chúng ta cùng thắp lên những ngọn lửa, những tình yêu Hoa Lan và rực cháy lên niềm tin Hoa Lan để đưa thị trường Hoa Lan trở thành một cái nền gần như là một cái ngành kinh tế mới và đặc biệt hiện nay đang có Hiệp hội Hoa Lan, Hội Sản xuất Kinh doanh Hoa Lan ra đời là cái nền tảng cốt lõi để chứng minh, để chúng ta khẳng định với chúng ta rằng chúng ta không phải là ảo, chúng ta không phải là một cái gì đó mà chúng ta là những người nông dân nuôi trồng sản xuất cây nông nghiệp và để có thể bán ra. Tất nhiên trong này thì ngoài những yếu tố mà sở hữu đam mê ra thì anh chị em nào mà có điều kiện về kinh tế, về tài chính hoàn toàn chúng ta có thể nói lên những câu chuyện đó là đầu tư. Thì hôm nay thì những chia sẻ nhỏ của chị Trương và anh Hoàng, hai người lính quân đội nhân dân Việt Nam, em thì mới xuất ngũ năm 21 và anh thì cũng mới nghỉ hưu. Thế thì đặc biệt là đều là những sĩ quan và đã từng gần như là trải qua rất là nhiều khó khăn gian khổ. Và hai anh em thì thực ra là cũng đều có một cái là đã nói là làm và chưa bao giờ trong những người lính chúng tôi là lùi bước trước mọi khó khăn. Thế cho nên là từ xưa đến nay em trong thời gian kể cả lan khó khăn lan tụt lồi nhưng mà chưa bao giờ rời bước con đường này và nghĩ rằng mình sẽ rẽ sang con đường khác. Trước tiên ít nhất là mình phải thành công con đường này đã. Cảm ơn tất cả mọi người đã nghe lắng nghe chị Trương và anh Hoàng chia sẻ một số câu chuyện và của đầu năm. Chúc mọi người mọi điều như ý nhất và hạnh phúc luôn ngập tràn, giữ mãi tình yêu Hoa Lan. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người nhé. Chào tất cả mọi người ạ.